Thưa quý vị, cuối giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4, bão Noru. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoàng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự họp tại đầu cầu thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Tiền phương Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo chung về tình hình diễn biến của bão số 4. Bước đầu ghi nhận chưa có thiệt hại về người, có 5 người bị thương, sập 3 nhà, hư hỏng tốc mái 157 nhà, chìm 3 ghe nhỏ, 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện và 15 xã bị mất điện. Hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp, gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các thiệt hại do bão gây ra, sớm tổng hợp và báo cáo về Trung ương. Các địa phương cần chủ động khắc phục trước mắt đối với một số công trình bị tốc mái, hỗ trợ kịp thời cho người dân, đồng thời không chủ quan lơ là sau khi bão qua. Các địa phương công chí cho rà soát các cái điểm có nguy cơ, nguy hiểm, ví dụ như là đập tràn, ví dụ là các khu vực mà hiện nay mưa nhiều mà có nguy cơ nó sẽ bị sạt, thì công chí rà soát và phải có cái ứng trực, có cái lực lượng ứng trực ở đây để bảo đảm cho người dân không có qua lại các cái khu vực này. Thì các người dân mà sơ tán khỏi khu vực này thì chúng ta cũng chưa kịp mà chưa nên cho về ngay thì có thể là sau đêm nay hoặc là ngày mai mưa. Mặc dù là mưa nhỏ thôi nhưng mà ngấm đất trong mấy ngày vừa rồi thì có thể là sẽ gây ra cái sạt lở thiệt hại cho người dân. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các tỉnh, thành phố, các cơ quan khí tượng thủy văn, công an, quân đội, báo chí chủ động vào cuộc tích cực, quyết liệt phòng chống bão số 4, nhờ đó giảm thiểu mức thấp nhất về người, tài sản của nhân dân. Đồng thời, Thủ tướng chia sẻ mất mát khó khăn đối với những người, gia đình có người bị ảnh hưởng, bị thiệt hại về tài sản do bão. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các cấp ngành, đặc biệt là các địa phương khẩn trương rà soát đánh giá lại công tác phòng chống bão, đánh giá kịp thời khách quan các thiệt hại do mưa bão, triển khai ngay các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời đối với các thiệt hại. Để nhanh chóng khẩn trương ổn định đời sống, tinh thần vật chất của nhân dân, kịp thời tổ chức động viên, thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do mưa bão, rồi tạo điều kiện để các cháu học sinh sớm được trở lại trường ngay trong ngày mai. Tuyệt đối không được để dân đói, dân rét, dân không có chỗ ở, không để bị dịch bệnh bùng phát do ô nhiễm môi trường sau cơn bão và sau mưa lũ vừa qua. Thủ tướng đề nghị thời gian đến, các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các cấp, trong đó thực hiện nghiêm phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm trong phòng chống bão. Theo đó, phải bám sát tình hình, nắm chắc tình hình, có tâm huyết, trách nhiệm trong bảo vệ tài sản, tính mạng của nhà nước, nhân dân. Cương quyết, quyết liệt, nhất quán, vận động, di dời nhân dân khỏi vùng nguy hiểm.